Trước thực tế giá xăng dầu giảm sâu trong khi giá hàng hóa gần như đứng im, hôm qua 3 tháng 8, Bộ Tài chính có thông cáo báo chí về vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ. Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ chuyên ngành rà soát và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý. Tháng 7 năm 2022, mặc dù giá xăng dầu trong nước giảm mạnh nhưng giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn tăng. Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu như dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logistics để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá. Trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, kết cấu đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai niêm yết. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương kiểm soát chặt giá các hàng hóa dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh, theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tổ chức nắm bắt tình hình thực tế của các tổ chức cá nhân kinh doanh để có các biện pháp điều hành bình ổn giá phù hợp, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý, chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường và xử lý các sai phạm theo quy định.